Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi năm 2023 cho những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ giúp quý vị biết rõ được vận hạn tổng quát của chính mình trong năm 2023 Quý Mão như thế nào. Việc xem tử vi cho tuổi Ất Mùi trong năm 2023 là việc làm rất cần thiết, giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt đối với những biến cố sắp xảy ra trong năm 2023. Nhờ đó bạn sẽ nắm bắt được tất cả những điều xấu tốt về vận mệnh của mình cũng như về vận hạn tử vi trong năm này. Xem tử vi cho tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong năm 2023 Quý Mão cho thấy năm nay là một năm khá ổn định về tài chính của quý bạn. Tuy có những tháng cần phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ, mệt mỏi một chút, nhưng về tổng quan, mọi việc có thể giải quyết một cách êm đềm. Sau đây là phần luận giải tử vi cho tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong năm 2023 Quý Mão. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao từ ngoài sân để cho vận trình, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nên đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Ất Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, nam mạng trong năm 2023. Đa số tuổi này bước vào tuổi nghỉ hưu, vì vậy mà ít phải chịu áp lực do công việc mang lại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều hung tinh, bạn phải đối mặt với nhiều vấn đề trong gia đình. Người tuổi này dễ xảy ra tranh cãi với nửa kia do bất đồng quan điểm hoặc phải lo lắng nhiều cho con cháu trong nhà, khiến tinh thần trở nên mệt mỏi, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó trong năm nay, bản mệnh cần chú ý điều chỉnh tâm lý của mình, không nên suy nghĩ, lo lắng quá nhiều, không cần ép buộc người này, người khác phải làm theo ý mình. Với nửa kia, đôi bên cần chú ý lắng nghe và bao dung nhiều hơn, tránh giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Ất Mùi sinh năm 1955, nam mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Vân Hớn, vận hạn địa võng, hạn tam tai. Năm 2023, gia chủ nam mạng không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu tử. Về địa chi, Mùi gặp Mão tạo cục diện tam hợp rất tốt, ví như gặp được quý nhân giúp sức, công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền bạc và tình cảm. Xét về mối quan hệ thiên can Ất Âm Mộc gặp Quý Âm Thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong năm nay, các gia chủ Ất Mùi nam mạng cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất thôi cũng có thể xảy ra sự cố cho bản mệnh. Anh chị cần lưu ý, tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955 cần lưu ý tháng Ất Sửu, tháng 12 âm lịch, từ ngày 11 tháng 1 năm 2024 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Ất Mùi. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không được ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Ất Mùi sinh năm 1955, nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ Ất Mùi nam mạng gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn là một hung tinh, sao xấu, chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh, họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp phải tai tinh, bị kiện, thừa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2 và 8 âm lịch. Hóa giải vận hạn sao Vân Hớn bằng cách cúng sân dài hạn vào 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng hướng về hướng Nam. Lễ vật bao gồm 15 ngọn nến hoặc là đèn, bài vị màu đỏ của Vân Hớn tinh, mũ đỏ, tiền vàng, gạo, muối, nước, trầu cau, hương hoa, ngũ oản. Bài vị sao Vân Hớn giấy trắng viết dòng chữ Nam Phương Bính Đinh Hỏa, tức tinh quân tiền vị. Hoặc đơn giản hơn, sử dụng nguyên tắc là sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi, còn sao tốt thì chọn ngũ hành tương ứng hoặc sinh ra ngũ hành đó. Cụ thể, sao Vân Hớn, ngũ hành là hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu.
Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như Thạch Anh vàng, Thạch Anh tóc vàng, Thạch Anh yêu linh nâu, hổ phách. Gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955 năm Mạng, năm nay gặp hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói, xanh đoan dày già. Có nghĩa là những người nào gặp phải hạn này sẽ gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối, thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu lầm, muôn đời mang tiếng xấu. Điều này khiến tâm trạng người gặp hạn trở nên đau buồn, phiền lòng. Khi gặp phải hạn này thì các mối quan hệ xấu xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tốn tiền của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Hóa giải. Để giảm bớt ảnh hưởng của hạn địa võng, gia chủ chú ý không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối. Không may gặp tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp cái xấu. Nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng và cái chết. Song đó, gia chủ không nên cho người lạ mặt ở hay là mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải là kẻ xấu, nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quan trọng hơn, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Lượng tử vi Ất Mùi sinh năm 1955 nam Mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm bên gia đạo, tuy nhiên tháng này tình cảm trong gia đình của gia chủ không được tốt. Tháng 2, trong tháng này, gia chủ chú ý sức khỏe không được tốt, có thể ốm đau, bệnh tật, lâu ngày khó khỏi hoặc trong nhà có chuyện buồn đưa tới. Tháng 3, công việc làm ăn của con cháu trong gia chủ trong tháng 3 không đạt kết quả tốt như kỳ vọng, bên cạnh đó còn gặp nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 4, ra ngoài trong tháng này, gia chủ sinh năm Ất Mùi chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đi lại. Tháng 5, được phúc đức của tổ tiên nên tình hình sức khỏe của gia chủ rất tốt trong tháng này. Tháng 6, tình cảm của những thành viên gia đạo tháng 6 không được tốt, sức khỏe của gia chủ cũng không được tốt. Tháng 7, nhờ được hưởng về âm phần phúc tổ tiên nên đây là tháng chủ về làm việc hung hóa cát lành. Tháng 8, gia chủ đón nhiều niềm vui mới trong gia đạo. Tháng 9, đây là tháng gia chủ phải chú ý về sức khỏe vì sức khỏe không được tốt. Tháng 10, khi ra ngoài trong tháng 10, gia chủ tuổi Ất Mùi nam Mạng chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đề phòng có kẻ gian trộm đạo quân gian. Tháng 11, công việc của con cháu trong tháng này không được tốt. Tháng 12, gia đạo có chuyện buồn. Tổng kết tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nam Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, theo tử vi năm 2023, phương diện cuộc sống nhìn chung vẫn khá ổn định đối với người tuổi Ất Mùi nam Mạng. Tuy nhiên, để được sống yên bình thì bản mệnh nên hạn chế tính tình nóng nảy, không nên mâu thuẫn với mọi người xung quanh, nên dĩ hòa vi quý. Khi gặp phải chuyện gì không được như ý muốn, bạn cũng nên suy nghĩ thoáng hơn, đừng chấp vặt khiến bản thân mình bực bội, không vui, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Đây là thời điểm bạn nên hài lòng với những gì mình đang có, không nên đặt ra những mục tiêu quá cao. Về tài chính, vận hạn tài lộc của người Ất Mùi khởi sắc năm nay. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào của cuộc sống mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bản thân tuổi Ất Mùi cũng có nhiều gánh nặng trên vai, có thể là phải chi dùng cho tiền bạc cho người thân, bạn bè chứ không phải cho bản thân mình. Bạn cũng cần quý trọng tiền bạc, nhưng có những chuyện không tiêu pha không được. Về sức khỏe, người tuổi Ất Mùi trong năm Quý Mão 2023 về sức khỏe không được tốt, nhất là về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Cần chú ý các bệnh liên quan tới đầu óc như nhức đầu, mất ngủ, các bệnh liên quan tới hệ thần kinh, đặc biệt với những nam gia chủ tuổi Ất Mùi cần chú ý tới các bệnh nội tiết hoặc đặc biệt là bệnh thận. Ngoài ra, ngoài việc đi khám tổng thể thì các gia chủ cần chú ý đến sinh hoạt hàng ngày, bia rượu và các chất kích thích cần tránh để không tích tụ bệnh lâu dài, ảnh hưởng đến con đường phát triển của gia chủ. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp cho vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm, gia đạo,
Tử vi tuổi Ất Mùi năm 2023 nam mạng về gia đạo khá nhiều bất ổn, gia chủ dễ vướng phải chuyện mâu thuẫn, lục đục, bạn và nửa kia có thể gặp bất đồng ý kiến trên một vài phương diện nào đó của cuộc sống, đôi bên không nên tự ái mà cần chủ động trao đổi, thảo luận với nhau. Cha mẹ và con cái cũng có thể xảy ra những chuyện bất hòa trong năm này do những khác biệt về quan điểm sống. Có lẽ cả hai đều cần đặt mình vào vị trí của đối phương để cân nhắc thấu đáo về vấn đề, không nên cứng đầu cứng cổ, bắt người khác phải làm theo ý mình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phòng thủy tốt nhất. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Mùi trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không nào? Thông qua chương trình này, chúng tôi luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.